Xin chào các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại video của mình ngày hôm nay. Và trên tay của mình ấy, đây là cái dòng sản phẩm LX580 series của hãng Powercolor, là dòng sản phẩm LED Devo. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm LED Devo mang một cái tông màu đen đỏ rất là truyền thống của hãng Power. Đó. Đây là hãng chuyên sản xuất cho những cái graphic card của AMD. Và hãng LED Devo này ấy, nó cũng có những cái tính năng nó hay, và nó cũng có cái hiệu năng cũng như là cái mức rung của nó đạt ở những cái mức rung cao. Được chưa? Đó, cao so với những cái đối thủ khác. Mình thấy là cái mức rung của nó so sánh ở trên những cái thông tin ấy, thì cái mức rung của cái dòng RX500 series 580 series của LED Devo này nó cao các bạn ạ. Và hiện tại trên tay của mình ấy đang cầm ấy, đó chính là cái bản 580. Cái bản này là cái bản 3DHOC. Đây là cái bản cận cao cấp, được chưa, của dòng RX580 của hãng Power này các bạn. Trên bản này ấy là bản D, bản 3DHG, được chưa, bản này là bản 3DHOC, được chưa. Đó, đây là các bạn xem qua cái thông tin này, đây là nhìn nó cũng khá là mới. Đây là hàng đã qua sử dụng, được chưa? Đó, đây là hàng đã được qua sử dụng nhưng mà hiệu năng của nó vẫn tốt. Và đây là sản phẩm nó rất là hầm hố, khá là to các bạn. Đấy, những cái cây bé bé các bạn không thể mang vào vừa được. Đó, đây là có hai cái cánh quạt này. Đấy, các bạn xem hai cái cánh quạt này. Và cái card màn hình này nó sẽ có hỗ trợ là nó sẽ có một cái đèn LED, khi mà nó sẽ soi sáng ở cái logo LED Devo. Đấy, hôm nay mình test với các bạn xem cấu hình này, các bạn xem ở trên cái màn hình của mình này là LX580 này. Đấy, con card này nó AMD là Radeon phải không ạ? Nó đây là CPU, là sử dụng CPU của Intel E31230V2, RAM 16GB. Và bây giờ mình sẽ vào đây, vào phần Manage để chúng ta xem phần quản lý này. Vào phần Device này, Manager này, các bạn xem LX580 phải không ạ? Đây này, của hãng Power này, cái Stream Processor này thì là 2304 nhân Direct 12. Đấy, thông tin này, GDDR5, đấy, Micron thì 8GB, 256 bit, được chưa? Đó, 256 bit. GPU clock của nó là 1355. Đấy. Đó. Đầy xung, xem xung nó lên này các bạn xem này. Nhiệt độ của nó 54, nó khá là mát. Bạn xem ở đây này, CPU này, RAM này, đó. Thấy chưa? Đó. Thông số nó ở đây hết các bạn. Đấy. Mình test trên cấu hình như này nhá. Rồi bây giờ mình đóng đi. Đây con xem cái xung của nó đẩy lên, của nó là 1355 phải không ạ? Đó. Các bạn có thể on xuôi lên như nào thì tùy. Rồi mình test ở cái mức xung mặc định như này. Và mình rồi bây giờ mình sẽ thử test các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ test căn game trước, tí mình sẽ test với các bạn chơi thử chế độ đồ họa nhé. Rồi, mình sẽ mở lên thử chạy thử nào. Đó, cái này nó chạy trên nền tảng Direct. Đấy, hiện tại cái tựa game PUBG này nó chạy trên Direct, được chưa? Direct cụ thể là chạy trên Direct 11 thôi. Nhưng mà cái trên cái nền tảng Direct 12 thì nó có nhiều cái tính năng nó mới hơn, nhưng mà hiện tại các phần mềm ứng dụng nó chủ yếu là nó hỗ trợ trên chạy và lập trình trên nền tảng Direct 11.
được chưa? Đó. Cái đấy Dalek 12 nó có nhiều cái nó hay các bạn. Nhiều cái nó đột phá, nó hay chạy trên nền tảng Dalek 12. Các bạn có thể thấy là khi mà các bạn chạy ứng dụng hay là khi bạn chạy một cái gì đó thì nó sẽ có nhiều cái tính năng nó hay, nó hỗ trợ. Đó. Khi bạn chạy trên nền tảng Dalek 12, các bạn có thể là chạy những cái nền tảng đa cạc thì nó cũng rất là hay các bạn, nền tảng đa cạc màn hình ấy. Đấy, ví dụ như các bạn đã thấy là những cái tình trạng nền tảng chúng ta có thể chạy nền tảng đa cạc màn hình mà chúng ta đã bỏ qua cái cầu gọi là cái cầu Cloud cũng như là Cloudfire của AMD. Đối với anh dòng AMD, tại sao nó chạy lên nó bị lỗi nhỉ các bạn? Mình sẽ thử chạy lại nhé. Chạy thì chắc chắn ok rồi, nó không có cái gì phải lăn tăn rồi. Mình sẽ thử chạy lại cho các bạn xem nhé. Không thì mình xử lý đồ họa với các bạn được. Mình chạy xử lý đồ họa với các bạn. Nếu mà chạy lần nữa không được thì mình bỏ qua cái này nhé. Mình sẽ chuyển qua cái chỗ đồ họa nhé. Nó bị lỗi rồi. Rồi chúng ta chuyển sang chế độ đồ họa đi. Chuyển sang chế độ đồ họa, ví dụ như mình thử Blender. Ở đây là mình sử dụng file Cyberlink. Đây là tối ưu GPU, các bạn chọn yes. Thì mình thử xem nó chế độ đồ họa xem nó có như thế nào nhé các bạn nhé. Đây này, nó đang tối ưu cho GPU các bạn. Hiện tại nó sẽ tối ưu hóa GPU của chúng ta. Cả video encode và decode thì nó đều hỗ trợ chúng ta, đều hỗ trợ chúng ta chạy ở chế độ độ phân giải 4K, được chưa? Nó hỗ trợ support đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ mở. Mình sẽ mở lên. Rồi bây giờ mình sẽ mở thử cái phần mềm này lên để các bạn xem này. Đó. Đấy. Ở đây là chúng ta có thể tối ưu cho profile của cái các màn hình này. Chúng ta chỉ cần phần hardware này, các bạn có thể xem phần hardware đây nó sẽ tối ưu này. Đấy, enable hardware and encoding này. Decoding này để sử dụng, chúng ta có thể được sử dụng để cho Blender vận hành. Mình sẽ thử cho vào đây một cái file để chạy thử với các bạn nhé. Đó, hoàn toàn chúng ta có thể chạy được, nó cũng khá là đơn giản ở đây. Cũng có thể chạy 4K. Đây là nó có thể lên đến 240 frame đi. Cái này do phần mềm này hỗ trợ đấy. Đây là nó chỉ chạy được 4K thôi các bạn. Nếu mà chạy 4K nè. Đây nó chỉ hỗ trợ, dòng này nó chỉ hỗ trợ 4K 4096 là max rồi. Đó. Đấy, đây là nó đang quá trình render các bạn, render bằng các màn hình đấy. Thì chúng ta có thể test render.
là chạy chế độ 4K 60 frame. Để nó chạy 4K 30 frame nào. Đấy các bạn xem chạy này. Nhanh. Đó, quá nhanh. Một 0.80 còn nhanh hơn nữa các bạn. Còn cái này tùy thuộc với các bạn là thêm hiệu ứng nữa nhá. Đấy, nói chung là ok các bạn. Đấy, cũng là được. Khi bạn chạy ở đấy. CPU nó cũng chỉ là rơi tầm khoảng 54 thôi khi mà lên cái này. Khi mà các bạn không sử dụng GPU ấy, các bạn không sử dụng GPU ấy, lúc này ấy, thì GPU chúng ta sẽ làm việc, CPU chúng ta sẽ làm việc quá tải, quá trời luôn các bạn xem này, 89 70 này. Lúc này nó chỉ sử dụng hiệu năng CPU một tí thôi. Đấy, CPU GPU một tí thôi, nó sẽ dồn toàn bộ ưu tiên cho CPU. Đấy. Đó là cái phần render. Còn cái phần test về cái mảng video game ấy thì còn cái phần test mảng video game ấy thì chắc là mình sẽ làm video với các bạn một cái video sau. Hiện tại nó bị lỗi, nó không thể chạy được. Thực tình xin lỗi các bạn, nó không thể chạy được. Chắc là nó lỗi gì. Thì chạy lại một lần nữa nhá. Đó, không thể chạy được. Rồi ok, bye bye các bạn nhá. Bye bye.